trân trọng kính mời toàn thể đại lễ đồng an toàn. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn túc hòa thượng, chư thượng tòa ni trưởng, ni sư đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử thập phương xa gần về tham dự đại lễ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý điện vị. Hạnh phúc thay đức Phật bản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Hòa trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã và đang nỗ lực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn, cũng như kết quả đạt được những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước và thành phố Hải Phòng. Thực hiện thông báo số 60/HTTS ngày 20/2/2023 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và căn cứ nghị quyết số 02/NQ-BTS ngày 23/3/2023 của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng về việc tổ chức đại lễ Phật đản Phật đình 2567 Dương lịch 2023, cùng sự tạo điều kiện đồng thuận giúp đỡ của các cấp ban ngành chức năng thành phố Hải Phòng. Hôm nay, ngày 2/6/2023, nhằm ngày 15/4/Quý Mão, tại khán đài Phật đản chùa Nam Hải, trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, chư tôn thiện đức tăng ni cùng đông đảo nhân dân Phật tử trên toàn thành phố cũng như Phật tử thập phương xa gần, trong khung cảnh trang nghiêm dưới ánh từ quang của Đức Phật, vẫn tập về đây long trọng tổ chức kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này, dâng lên tam bảo cúng dường chư Phật, nguyện đem công đức hồi hướng thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, nhân dân an lạc. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình đại lễ diễn ra như sau: 1. Niệm Phật cầu gia hộ, chào cờ. 2. Tuyên bố lý do thông qua chương trình, giới thiệu đại biểu tham dự. 3. Cung tuyên thông điệp của Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 4. Tuyên đọc diễn văn đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 5. Phát biểu chúc mừng của chính quyền thành phố. 6. Dâng hoa kính mừng đại lễ. 7. Trao quà từ thiện. 8. Cảm tạ của ban tổ chức. 9. Nghi lễ dâng hương, mộc dục tặng Phật, diễu hành, hoa đăng và xe hoa quanh hồ Tam Bạc kính mừng Phật đản. 10. Hồi hướng tế bạc kính bạch chư tôn thiện đức, kính thưa toàn thể đại lễ liễu trì. Về tham dự đại lễ kính mừng Phật đản Phật đình 2567 dương lịch 2023 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hôm nay, chúng con xin thành kính cung toàn và giới thiệu chư tôn thiện đức giáo phẩm và quý vị đại biểu, quý các ban ngành tham dự. Về phía giáo hội, chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa thượng Đạo hiệu Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức đại lễ. Chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tòa Thích Tục Khang, Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Về tham dự đại lễ hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu có chư tôn túc hòa thượng, chư thượng tòa ni trưởng, ni sư đại đức tăng ni trong Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện, cũng như chư tôn thiện đức tăng ni chủ trì các chùa trong nội ngoại trên toàn thành phố Hải Phòng về tham dự. Chúng con xin nhiệt liệt
Về phía quý cấp chính quyền quan khách, ban tổ chức chúng tôi trân trọng chào mừng và giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu ông Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu ông Tố Trần Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu ông Dương Ngọc Anh, Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu Thượng tá Nguyễn Việt Anh, Tránh Văn phòng Công an thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu Thượng tá Phạm Văn Thành, Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Trân. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Công Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Biên. Về tham dự đại lễ hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng chào mừng và giới thiệu quý vị đại biểu, khách quý đại diện cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành thành phố Hải Phòng, quý vị đại biểu đại diện cho quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể của quận Lê Chân, quý vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể của phường An Biên cũng về tham dự, xin nhiệt liệt chào mừng và đồng giới thiệu. Về dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu đại diện cho các tổ chức đoàn thể, các tôn giáo bạn, quý vị đại biểu đại diện cho công ty, các doanh nghiệp, các phóng viên báo đài và nhân dân Phật tử đại diện trên toàn thành phố cũng về tham dự, xin nhiệt liệt chào mừng và đồng giới thiệu. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể đại lễ, nhân đại lễ kính mừng Phật đản Phật đình 2567, dương lịch 2023, Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi bức thông điệp cho tăng ni Phật tử ở trong nước cũng như ở nước ngoài nhân đại lễ kính mừng Phật đản. Vào thời giờ này, tiếp theo chương trình, thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành kính cung thỉnh và giới thiệu Hòa thượng Đạo hiệu Thích Quảng Tùng lên cung tuyên thông điệp của Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng. Và để thành kính trang nghiêm đón nghe bức thông điệp của Đức Pháp Chủ, thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức và trân trọng kính mời quý vị đại biểu hết quý cùng toàn thể đại lễ khởi thân tự dày trang nghiêm. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phạm Văn Đọc, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính thưa Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành của thành phố Hải Phòng, đứng thành và đồng chí tuyên giác có ban trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Hải Phòng, đứng thành đi cùng tại đức vị tăng ni cũng như quý quan khách của điện đô quận Lê Chân cũng như phường An Biên, phường Cát Dài, cũng như quý năm mươi tư chính phật tử thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin tuyên đọc thông điệp đại hội Phật đản của 2567 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
kính gửi chư tôn túc hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni quý cư sĩ phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Mùa Phật đản Phật lịch 2567 trở về, người con Phật khắp năm châu lại được khấn hoan đón mừng ngày đức đạo sư thị hiện ở đời. Vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, đây là dịp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại lịch sử của Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm sống theo lời dạy chân thực có giá trị vượt thời gian của Ngài. Những lời dạy đó gợi ý các giải pháp xây dựng nền hòa bình thế giới, hạnh phúc thực sự cho con người và sự phát triển bền vững cho xã hội. Mùa Phật đản năm nay, những người Phật tử Việt Nam chúng ta đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức bị Pháp phiêu thân. Chúng ta tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, và trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ Tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo Pháp và dân tộc. Ngọn lửa từ bi cùng với trái tim bất diệt của Ngài có năng lực soi sáng và thức tỉnh lương tri của con người, hóa giải tất cả hận thù. Ngọn lửa đó đã chỉ cho mỗi người sống là phải biết vượt lên mọi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi và mọi ý niệm cực đoan. Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi trí dũng của bậc Bồ Tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới, nói theo hạnh nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ Tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn. Bồ Tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình. Tôi kêu gọi tăng ni Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay. Kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, thay mặt thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương, các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho các cấp giáo hội làm tròn trách nhiệm tốt đạo đẹp đời trong những năm qua. Tôi gửi lời tán thán công đức chư tôn đức tăng ni các cấp giáo hội, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã làm tốt công việc phụng sự nhân sinh trong thời gian qua. Mong tất cả đồng lòng chung tay góp sức trong hạnh nguyện Bồ Tát, tiếp tục con đường ấy để tăng lên tự thân và phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo. Nguyện cầu chiến tranh mau chấm dứt, dịch bệnh chóng tiêu trừ, khắp trốn đều được an vui, mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, muôn dân an lạc, đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã ấn ký. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Mời quý vị an tâm. Tiếp theo chương trình, thay lời ban tổ chức, giờ phút này chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Giác lên cung tuyên diễn văn đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi tăng ni Phật tử ở trong nước cũng như ở nước ngoài
nhất mùa Phật đản Phật đình 2567 dương lịch 2023, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Đại Giảng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đà Chứng Minh. Kính bạch Hòa Thượng Thích Công Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa ông Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng. Kính thưa ông Lê Khắc Mang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Kính thưa các vị khách quý, toàn thể bà con Phật tử và nhân dân tham dự đại lễ hôm nay, trong giờ phút trang nghiêm trọng thể của đại lễ, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin tuyên đọc diễn văn khai mạc của Đức Triều Giáo Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đại lễ chúng ta hôm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng tọa Ni trưởng Ni sư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa các vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, kính thưa quý biệt vị, hòa chung không khí hân hoan của cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, kính mừng đại lễ Vesak năm 2023 và mùa Phật đản Phật đình 2567 tại Việt Nam. Thay mặt cho Hội đồng Trị sự, tôi gửi lời tới toàn thể tăng ni, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài lời kính chúc tốt đẹp nhất, kính chúc tất cả một mùa Phật đản an lành dưới ánh hào quang của độ chúng sinh của Đức Từ Phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tôn kính. Ngày hôm nay nhân loại chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến động, thách thức và rất khó lường, không thể dự báo. Nó được sinh ra từ căn nguyên khủng hoảng nằm tham và mất niềm tin lẫn nhau, đã gây ra biết bao nhiêu khổ đau cho con người và đồng loại. Hơn lúc nào hết, những lời dạy vô giá về tình thương yêu và sự chia sẻ nằm từ bi tinh thần bách bạc bao đồng, có đường giải thoát khổ đau cho nhân loại chúng sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thực sự là chính Việt Nam đưa đến các giải pháp cho những vấn đề nan giải của con người. Kỷ niệm ngày đản sinh Đức Từ Phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngay lúc này đây chúng ta cùng nhau hãy lắng đọng tâm tư, suy nghĩ và thực hành theo con đường tu tập mà ngài đã chỉ dẫn trong kinh Phổ Hiền Đại Nguyện. Xin nguyện cho chúng sinh thường được an vui, không bị các bệnh khổ, muốn làm việc ác thì không thành, làm việc thiện thì thành tựu nhanh chóng, đóng chặt tất cả các cánh cửa đi vào nhiều ác, mở bày có đường chân chính dẫn đến trời người và niết bàn. Nếu các chúng sinh mà vì chứa nhiều nghiệp ác nên phải yêu cảm và báo khổ đau nặng nề, tôi đều chịu thay, khiến cho họ đều được giải thoát cho đến lúc cuối cùng thành tựu đạt quả vô thượng bồ đề. Đức Phật dạy chúng ta về đức tin sinh, cố gắng giúp đỡ người khác và tình nguyện cùng chia sẻ với người khác trong hoàn cảnh khó khăn, biết chấp nhận những thiệt thòi, hy sinh bản thân mà vượt qua lòng tham ích kỷ để trở thành con người cao thượng, đáng quý, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Kính thưa các quý biệt vị, kính mừng Phật đản với Đức Từ Phụ. Tôi muốn toàn thể tăng ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy tinh tấn tu học, nỗ lực trong việc tu giới tịnh tuệ, nêu cao phát hành kỳ giới luật, thực hiện phương châm kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển để trang nghiêm xã hội.
Năm nay các cấp giáo hội chúng ta phải thành tựu nhiều phật sự để tỏ bày lòng tri ân và nguyện theo công hạnh sự nghiệp lớn lao của các bậc thiền sư quốc sư Phật giáo Việt Nam trong lịch sử. Đó là kỷ niệm 1005 năm ngày quốc sư Vạn Hạnh viên tịch, 715 năm ngày Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, và đại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức bị Pháp tiêu thân trong công cuộc đấu tranh giành đồng lòng dân tộc thống nhất đất nước. Đó chính là những di sản vô giá của Phật giáo Việt Nam được lịch sử khắc sâu và ghi nhớ để lại muôn đời cho hậu thế. Tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam phấn đấu làm tốt sứ mạng phản dương chính pháp, đem giáo lý Phật Đà thấm sâu vào trong đời sống nhân gian, đoàn kết vào thực hiện thành công các chương trình mục tiêu của đại hội đã đề ra vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh, để có được cuộc sống an lạc hạnh phúc, nguyện muôn muôn sống đời sống tốt đẹp kiếp đời nhân mùa Phật đản. Đức từ mục Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị. Ở ngoài chung không khí của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Tản Sinh tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng lễ đài trang nghiêm hôm nay. Giờ phút này ban tổ chức nhận thấy có nắng hoa của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, quý vị đại biểu về tham dự, và có nắng hoa phần quà dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ nhân ngày bản sinh và chúc mừng cho đại lễ được thành tựu. Thay lời ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trân trọng kính mời ông Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đồng lên dâng hoa chúc mừng, và chúng con thành kính cung kính Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Giác đồng lên đón nhận đắng hoa của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Toàn thể đại lễ chúng ta dâng một tràng pháo tay thật to thật lớn để đón nhận đắng hoa phần quà của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng cảm ơn và chúng con thành kính tri ân công đức của những vị hòa thượng đã đến đón nhận đắng hoa. Vì thời gian có hạn, ban tổ chức xin thiện đức kính thưa toàn thể đại lễ về chúc mừng cho đại lễ kính mừng Phật đản Phật đình 2567 dương lịch 2023 do Ban trị sự Phật giáo thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức tại trụ sở hôm nay. Thời giờ này thay lời ban tổ chức tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nên có đôi lời phát biểu chúc mừng đại lễ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa đồng chí Phạm Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính thưa Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo tổ chức đại lễ. Kính thưa các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni, cư sĩ Phật tử và nhân dân thành phố. Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, hòa chung không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố long trọng tổ chức kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng và tổ chức lễ hội
Hoa Phượng Đỏ lần thứ 10 với chủ đề Hải Phòng tỏa sáng niềm cửa biển. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, và vui hơn nữa khi mà đại lễ Phật đản diễn ra trong thời điểm thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đời sống văn hóa, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của quần chúng nhân dân được quan tâm, tạo điều kiện sau đại dịch Covid-19 được kiểm soát. Nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó có Phật giáo, đã có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, làm tích nước, nợ nhà, nhân dân an lạc. Cùng với việc các tăng ni Phật tử nhân dân cả nước đang thành kính hướng tới kỷ niệm 1.005 năm ngày Quốc sư vận hành Viên Tịnh, 715 năm ngày Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, và đại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Đó là những di sản vô giá của Phật giáo Việt Nam được lịch sử khắc ghi. Mừng ngày đản sinh, tôi rất vui mừng, phấn khởi được Giáo hội Phật giáo thành phố mời tới dự và phát biểu chúc mừng trong đại lễ. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn và gửi tới quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử, bà con nhân dân và quý vị đại biểu, khách quý, lời chào trân trọng, lời chúc mừng sức khỏe, chúc vị thâm tân luôn thường lạc, tứ thời luôn bình an. Chúc đại lễ công viên mãn. Vì để thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni nhân mùa đản sinh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng có hai phần quà giá trị 100 triệu đồng để gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, chuyển tới 50 triệu cho Hội Chất độc Da Cam thành phố và 50 triệu cho Hội Bảo trợ trẻ mồ côi người tàn tật thành phố Hải Phòng nhân đại lễ Phật đản. Giờ phút này chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng nên trao nhận phần quà, và chúng tôi trân trọng kính mời ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng nên đón nhận phần quà của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố nhân đại lễ kính mừng Phật đản. Phần quà giá trị 100 triệu đồng. Vâng, toàn thể đại lễ chúng ta dâng một tràng pháo tay thật to thật lớn nữa để tri ân công đức của chư tôn thiền đức trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã đến đón nhận phần quà. Nam mô Đạo Tràng Giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể đại lễ, thời giờ này đã đến giờ văn hóa tâm linh để dâng lên nén tâm hương cùng giảng Đức Tử Phụ nhân mùa đản sinh, cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Giờ phút này thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Giác, Thượng tọa Thích Tùng Khang, Thượng tọa Thích Tùng Bách, Thượng tọa Thích Tùng Hạnh, Thượng tọa Thích Nguyên Bình, Thượng tọa Thích Tùng Thành, Thượng tọa Thích Quảng Minh, quan ngâm lên trước tế đài để làm lễ niêm hương bạch Phật. Và chúng tôi cũng trân trọng kính mời ông Phạm Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trân trọng kính mời ông Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trân trọng kính mời ông Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Trân trọng kính mời ông Dương Ngọc Anh, chính trân trọng kính mời Thượng tá Nguyễn Việt Anh, trân trọng kính mời Thượng tá Phạm Văn Khanh, trân trọng kính mời ông Đỗ Tràng Thành,
và trân trọng kính mời ông Phạm Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân, trân trọng kính mời ông Nguyễn Công Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Biên và quý vị đại biểu đại diện cho ban ngành đoàn thể thành phố cũng như quận Lê Chân và phường sẽ quan tâm lên trước đế tài tháp tùng chư tôn kiến đức làm lễ dân hương. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng chủ trì lễ dân hương. Xin mời tất cả đại chúng trang nghiêm đứng dậy. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn kiến đức cùng toàn thể đại lễ khởi thân đứng dậy trang nghiêm hướng về lễ tài để tháp tùng chư tôn kiến đức cùng quý vị đại biểu khách quý làm lễ dân hương gia trì cầu nguyện. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, để trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố chí tu học vững bền, xa về khổ đường mê trong quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài quý, chọn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán đức kiếp không cùng tận. Phật chúng sinh tính thường vắng lặng đạo cảm thông, không thể nghĩ bàn dưới tế châu mỹ đạo mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước báo tòa thân con đảnh hiện cúi đầu xin thề nguyện quy dốc lòng kính lễ Phật Pháp tâm thường ở khắp mười phương, dốc lòng kính lễ Phật Pháp tâm thường ở khắp mười phương, dốc lòng kính lễ thầy đều xa và tham gia.
giúp đỡ
và nhà thờ. Còn đâu tất cả các Phật tử chúng ta lưu lại lát nữa đi sau chư tôn tiền đức và quý vị đại biểu khách quý, kính thông báo cho các Phật tử trong các cột hình thượng lễ thôi. Còn tất cả chúng ta lưu lại tại chỗ lát nữa đi sau chư tôn tiền đức để làm lễ rước hoa đăng và diễu hành kính Phật Phật đản. Giờ phút này sau khi chư tôn tiền đức làm lễ tặng Phật và nghi thức rước hoa đăng được cử hành, thay lời ban tổ chức chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân công đức của chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni đã không quản đạo đồ gia viện được xá xa xôi phát vô ngại công trấn tích quan âm về tham dự buổi lễ. Chúng con xin kính chúc chư tôn thiền nước của Phật đản pháp thể Việt Nam chúng sinh trì độ Phật sự viên thành chủ thế viên tròn. Ban tổ chức chúng tôi cũng xin được tri ân cảm tạ quý vị đại biểu lãnh đạo đại diện quý các ban ngành toàn thể các cấp và các chức sắc toàn thể tôn giáo bạn trong những ngày qua đã đến chúc mừng và hôm nay đã đáp lại lời mời của ban tổ chức đến tham dự đại lễ kính mừng Phật đản, khiến cho buổi lễ thêm phần long trọng và hoàn thiện chính pháp được trường nguyên tỏa ra. Kính chúc quý vị đạo công hàng sáng tỏ, chính quyền hàng cao minh và gia đình luôn thịnh vượng, lãnh đạo xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp. Xin cảm tạ toàn thể quý thiền nam tín nữ, quý Phật tử và nhân dân gần xa đã ủng hộ công đức tài lực vật lực và trí tuệ cho buổi lễ hôm nay còn thành công viên mãn. Xin kính chúc quý vị tinh tiến tu học đạo công kiên cố, mùa hè công tăng trưởng và luôn sống an lành trong ánh hào quang của người phương chư Phật gia hộ. Và trong suốt quá trình tổ chức diễn ra đại lễ, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng trong việc cung kính chư tôn thể nước và tiếp đón quý vị đại biểu khách quý và nhân dân Phật tử, cũng như tổ chức các chương trình đại lễ có điều gì thiếu sót kiên quyết, ban tổ chức xin phép được xá hối và cáo tội với toàn thể đại lễ, nguyện đem công đức này hồi hướng cho các pháp giới chúng sinh đồng chiêm đời đạt. Nam mô chúng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô.
Nam Mô.